nhất mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Tổ hợp môn thi khoa học xã hội được thí sinh đăng ký nhiều hơn với tỷ lệ trên 50% và môn lịch sử cùng với hai môn địa lý và công dân thuộc tổ hợp này đã giúp cho thí sinh có nhiều lựa chọn. Đây cũng là tín hiệu vui cho những giáo viên dạy môn lịch sử, đồng thời cũng là trách nhiệm cho giáo viên phải có phương pháp dạy dễ hiểu, dễ nhớ. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự. Dân ta phải biết sử ta, do đó việc đưa môn lịch sử vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 là hết sức cần thiết và phù hợp, bởi nó giúp cho học sinh nói riêng và thế hệ trẻ nói chung hiểu được về lịch sử của nước nhà, để từ đó ra sức học tập rèn luyện, để cùng góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một phồn thịnh trong thời kỳ hòa bình và hội nhập quốc tế. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, các thí sinh ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ, thì thí sinh được phép lựa chọn một trong hai tổ hợp bài thi là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Trong đó, điều đáng quan tâm là số lượng thí sinh đăng ký chọn tổ hợp khoa học xã hội đông hơn với 6.764 thí sinh, chiếm tỷ lệ 50,62%. Điều này khiến giáo viên dạy các môn khoa học xã hội, trong đó có môn lịch sử, phấn khởi. Đồng thời, kèm theo đó cũng là thử thách vì giáo viên phải có cách dạy phù hợp và nội dung chắc lọc cụ thể nhằm truyền đạt đến học sinh một cách dễ nhớ, dễ tiếp cận. Đặt ra một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là làm sao giáo viên cần phải có phương pháp lôi cuốn hơn nữa để giúp các em học sử tốt hơn, để nhận biết được về lịch sử nước nhà và đặc biệt là tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông này có được một kết quả tốt nhất. Tôi mong muốn rằng là sự ủng hộ của quý vị phụ huynh, các em học sinh, nhưng mà bản thân tôi vẫn xác định rằng giáo viên vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc làm sao đưa lịch sử dân tộc, lịch sử nước nhà đến với từng các em, thấm vào trong tâm hồn các em để các em cảm thấy rằng đó là một phần cuộc sống của mình. Phần lịch sử địa phương Lâm Đồng nó có liên quan đến cái cuộc sống chính trong nội thành. Qua những cái tiết học lịch sử cũng như là qua những cái bài kiểm tra thì tôi thấy được ở các em một cái thái độ cũng hết sức là nghiêm túc, và trong đó cũng có rất là nhiều em mà thể hiện cái sự nghiêm túc và cái sự yêu thích về cái môn lịch sử của nước nhà và cũng như là quan tâm đến cái lịch sử của địa phương. Cái đó là một cái tín hiệu và một cái điều là mình cảm thấy rất là động viên đối với mình. Tại vì có thể thực tế nói là với một cái bộ môn lịch sử thì có thể là vì cái tình hình xã hội nói chung và ở một số thời gian thì có thể phụ huynh và các em học sinh thì có thể là hơi có cái thái độ nó hơi lơ là với cái bộ môn này. Nhưng với cái tinh thần này của bộ như thế này thì vừa là tạo cho các em một cái điều kiện, tạo và một cái cơ hội để cho các em có thể là nhìn nhận lại về cái đánh giá của mình về lịch sử của nước nhà. Khác với những năm trước đây, việc xét tuyển đại học chủ yếu dựa vào các tổ hợp khối thi truyền thống A, B, C, D, thì tỷ lệ thí sinh lựa chọn các môn khối A, toán, lý, hóa thường cao nhất, chiếm gần 40%. Tiếp đó là đến khối D gồm toán, văn, anh, chiếm khoảng 30%, và khối C gồm văn, sử địa chỉ chiếm khoảng 10% thí sinh lựa chọn. Với nét mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được chia thành hai tổ hợp môn thi khá cụ thể cho thí sinh lựa chọn và việc đăng ký tổ hợp môn khoa học xã hội, trong đó có lịch sử, chiếm tỷ lệ cao. Qua chia sẻ của lãnh đạo ngành giáo dục Lâm Đồng cho thấy học sinh đã ý thức hơn việc học môn lịch sử, từ đó góp phần nâng cao vị thế của môn lịch sử nói riêng và các môn khoa học xã hội nói chung trong nhận thức của các em. Em thích môn lịch sử thì môn lịch sử là cho em biết được nhiều điều hay về quá khứ. Đưa môn lịch sử vào môn thi tốt nghiệp, đổi mới nhận nhận trong môn lịch sử thì nhiều đó có thể làm cho học sinh có thích môn lịch sử hơn, nghiên cứu về môn lịch sử và cũng là để cổ vũ lòng yêu nước cho học sinh. Chúng em đã cố gắng tìm hiểu và cái cách thi và trang bị cho mình kiến thức để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Thế hệ trẻ bọn em đã và đang không ngừng cố gắng học tập rèn luyện để góp sức góp tài vào xây dựng công cuộc đất nước. Đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng chuẩn bị cho học sinh thi thử bộ đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017.
nhằm giúp các em làm quen với quy chế thi cũng như quen với dạng đề thi, nhằm tạo tâm lý thoải mái cho đợt thi chính thức diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tới. Và với những thay đổi cơ bản trong việc hình thành các tổ hợp thi trắc nghiệm, trong đó có tổ hợp các môn khoa học xã hội nói chung và môn lịch sử nói riêng, hy vọng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có kết quả tốt.